Chương trình tin tức hôm nay được bảo trợ bởi chúng tôi hân hạnh giới thiệu cùng quý vị công ty 405 Cabinets, chuyên về thiết kế và trang trí nhà bếp. Jin và Kim Thư Jewelry, nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 có in hình bản đồ Việt Nam 714-985-9999 và 714-657-7866. TMN Insurance, xe và nhà giá rẻ, hãng bảo hiểm tốt, đền bù thỏa đáng, 714-741-2008. Xin hoan trọng thủy trở lại với quý vị với phần 4 của Thời sự Thế giới. Trước khi gửi đến quý vị phần quảng cáo, chúng tôi đang đề cập thêm một bước tiến nữa và cái sự thành công rất lớn trong nỗ lực của ông Biden, và người ta hy vọng sẽ không phải gặp phải sự cản trở ghê gớm dẫn đến chuyện đóng cửa chính phủ dưới thời ông Obama và kể cả thời của Tổng thống Donald Trump nữa. Vào sáng sớm ngày hôm nay thì sau khi đã thông qua cái gói hạ tầng cơ sở 1.000 tỷ, Thượng viện Hoa Kỳ thông qua nghị quyết resolution trong hai bước. Bước đầu tiên là đồng ý với cái gói ngân sách 3.5 ngàn tỷ Mỹ Kim. Thì trong gói ngân sách 3.500 tỷ Mỹ Kim này có bao gồm thứ nhất là an sinh xã hội. Lẽ đương nhiên quý vị cũng ghi nhận đó là do cái tình trạng lạm phát gia tăng thì an sinh xã hội cũng sẽ tăng theo lạm phát. Combat climate change, với tình trạng bầu khí quyển bị hâm nóng thay đổi khí hậu trên toàn cầu, sẽ đóng góp nước Mỹ số tiền để hỗ trợ. Và kể cả trong đó, ngoài cái chuyện mà ngân sách cho hạ tầng cơ sở đó, California và những cái tiểu bang như Mississippi, Louisiana, Florida, vì thiên tai do ảnh hưởng của bầu khí quyển bị hâm nóng thì cũng nằm trong cái gói ngân sách mới. Establish child care programs, chương trình để hỗ trợ cho các gia đình bố mẹ chăm sóc cho trẻ em, bao gồm nhà trẻ, chăm sóc y tế, chăm sóc trường học. Và cái số tiền này, đây là những cái tiền rất lớn trong cái tài trợ và cái ngân sách của năm 2021 tới 2022. Medicare, và trong đó đây là một cái điểm mà có khả năng sẽ gây tranh cãi và chưa biết có thông qua được hay không. Pathway to citizenship for undocumented immigrants. Con đường dẫn đến công dân cho những di dân bất hợp pháp. Thưa quý vị, hiện nay chúng ta có chòm chèm khoảng 12 triệu di dân bất hợp pháp và cả triệu người trong cái Dreamers DACA đó, đây là cái chương trình mà dưới thời của ông Obama đã không thông qua được. Một trong những cái lời hứa cam kết của Tổng thống Joe Biden lúc mà ra tranh cử đó, ông nói rằng sẽ tìm kiếm hỗ trợ cho di dân bất hợp pháp, đó mới là cái điểm chính. Thế thì đầu tiên là DACA, rồi sau đó là di dân bất hợp pháp, hàng triệu người đang sống ở Mỹ này. Họ đã sống ở đây cả chục năm rồi mà không biết được đến khi nào mới trở thành người Mỹ. Bây giờ họ vẫn xem họ là một người nước ngoài. Đó là một trong vài điểm yếu tố đáng chú ý trong cái ngân sách 3.5 ngàn tỷ Mỹ Kim. Sau khi mà Thượng viện thông qua resolution, tức là nghị quyết, chuyển xuống Hạ viện để thảo luận. Bởi vì khi mà nói đến ngân sách đó, Hạ viện sẽ là khu vực thông qua đầu tiên. Hạ viện thông qua rồi sẽ đưa lên, Hạ viện đón nhận cái nghị quyết này xuống, bắt đầu thảo luận, tranh luận từ bây giờ cho tới 30 tháng 9 và trước đó, sau đó sẽ đưa đến Thượng viện. Và Thượng viện nếu có những điều khoản thay đổi gì đó, Thượng viện sẽ thảo luận, và chúng ta thường thấy đó, Thượng viện sẽ không đồng ý những cái điểm trong đó, kể cả vấn đề di dân bất, con đường công dân cho di dân bất hợp pháp này có thể sẽ là điểm quan trọng. Và để mà thương lượng giữa hai bên, bên phía Dân Chủ có khả năng, chưa biết được, là phải nhường bước. Rồi thì cái vấn đề DACA, cái vấn đề di dân bất hợp pháp lại tiếp tục phải chờ đợi cho một cái ngân sách tài khoá mới.
À, vâng thưa quý vị, vào tuần trước đó, ngày 5 tháng 8 thì quý vị cũng nhớ là rất nhiều các trang tin tức cũng như là mạng xã hội họ lan truyền một cái đoạn video do sở cảnh sát xin lỗi quý vị, văn phòng cảnh sát trưởng ở San Diego họ đưa ra là có hai người deputy trong lúc mà khám xét một chiếc xe bị tình nghi là buôn bán chất cấm đó, thì một người deputy là ông David Five đã theo như cái đoạn video lúc đó đó là ông đã bị do ngửi trúng fentanyl ở trong cái xe do lục soát đồ đó mà ông bị overdose, và cái người cấp trên mà trực thuộc ngay lúc đó đó đã phải dùng cái loại thuốc Narcan là cấp cứu ngay tại chỗ đó, chích vào trong người cho ông để mà chờ ambulance đến. Thì chính cái văn phòng cảnh sát trưởng quận San Diego đã đưa cái đoạn video này ra như một lời cảnh báo với mọi người là hít phải fentanyl dù chỉ rất là ít thôi cũng có thể gây ra cái hậu quả là xém chết người. Thì cái đoạn video đó nó được lan truyền trên mạng xã hội mà rất nhiều người nơi trên thế giới họ cũng xem nữa. Tuy nhiên sau khoảng chừng vài ngày đó, thì bắt đầu rất nhiều các chuyên gia thưa quý vị, mà đặc biệt là những chuyên gia về toxicology, rồi những cái bác sĩ mà đặc biệt là họ làm ở trong cái phòng cấp cứu chuyên về trúng độc với lại overdose đó, họ đã lên tiếng ở trên mạng xã hội. Không chỉ một hai người mà bây giờ đã con số đó là 350 chuyên gia họ nói là những gì xảy ra cho ông Five V, cái người mà bị ngất xỉu đó thưa quý vị, không có giống là biểu hiện của người bị hít phải overdose. Cho nên là họ nói cái đoạn video này rất là sai. Văn phòng cảnh sát trưởng phải ngay lập tức sửa lại, đính chính lại. Thì cái vấn đề ở đây như thế này thưa quý vị, các chuyên gia họ nói thứ nhất là khi một người mà muốn hít fentanyl để mà get high đó là phải đưa một cái lượng đủ nhiều và lên sát ở trên mũi và phải hít thật là mạnh vào để cho cái fentanyl nó đi thẳng vào lên não thì mới đủ effect. Còn không nữa đó là chỉ thứ nhì, cách thứ nhì để mà có thể bị overdose là chích thẳng vào ở trong tĩnh mạch bằng kim. Chứ còn như cái trường hợp của ông Five đó là ông đứng ở bên ngoài trời rồi mở cái xe ra, thì nếu như có fentanyl là nó bay ở trong không khí rất là loãng, không có cách nào mà ông hít chỉ trong vòng có một vài phút mà bị overdose như thế này được. Và thứ nhì nữa, biểu hiện của một người mà bị overdose là họ sẽ nằm vật xuống và tay chân và kể cả cái muscle ngay mắt nữa thưa quý vị sẽ bị co rút. Còn như ông Five đó, ông vẫn mở trừng trừng mắt lên thì có vẻ như theo những người này đó là ông đã bị co giật. Lý do vì sao thì họ không biết được bởi vì họ không có mặt ngay lúc đó. Và bên cạnh đó thì một cái điểm nữa là những cái người chuyên gia này đó họ nói trước giờ đó họ có biết một số những người mà làm việc trong ngành cảnh sát, đặc biệt là lực lượng đặc nhiệm mà đi lùng soát bắt ma túy đó, họ có một cái tình trạng nó gọi là nocebo effect thưa quý vị, nghĩa là những người này họ biết cái mức độ nguy hiểm và họ bị áp lực tâm lý với cái công việc họ đang làm, họ biết là trong xe có những cái thứ chất cấm, chất nguy hiểm, cho nên là tinh thần của họ nó đã bị ảnh hưởng, cho nên là có nhiều khi họ hít phải, họ chỉ bị hai một chút xíu thôi, nhưng mà lúc đó cái cơ thể của họ nó lại react, họ lại, cho nên là nó xảy ra cái hiện tượng là họ bị xỉu, bị khó thở vân vân, chứ không phải là bị overdose. Cái này là có thật, cho nên các chuyên gia họ nói có thể lúc này ông Five đã bị nocebo effect chứ không có thật sự bị overdose bởi fentanyl. Cho nên là hơn 350 chuyên gia họ đã ký vào một cái kiến nghị thư gửi cho văn phòng cảnh sát trưởng quận San Diego, yêu cầu họ phải đính chính lại và giải thích vì sao mà ông Five bị như vậy. Mặc dù là ông Five ổng có xuất hiện trong cái đoạn video và ổng còn nói là ổng thật sự đã bị overdose và ổng xém chết. Và dưới cái sức ép của các chuyên gia đó thưa quý vị, vào sáng ngày hôm qua thì người đứng đầu văn phòng cảnh sát trưởng San Diego là ông Bill Gore, ổng đã cuối cùng ổng lên tiếng. Thứ nhất, cái chuyện mà ông Five bị vật ra trên đất là có thật, nhưng mà không có bác sĩ nào được văn phòng cảnh sát trưởng yêu cầu khám nghiệm ngay lúc đó, mà chính ông Bill Gore ổng nghĩ là ông Five bị overdose, cho nên là ngay lập tức
ổng đã lan truyền cái đoạn video này để cảnh báo người dân về cái vấn đề overdose, nghĩa là chính bản thân ông tự diagnose cho ông Faivai là ông Faivai đã bị overdose, và thế là ông Bill Gore ổng đã lên tiếng xin lỗi, thưa quý vị. Tuy nhiên hiện nay tất cả các chuyên gia trong cái bản kiến nghị thư đó, thứ nhất họ yêu cầu là các báo chí, các đài TV mà trong vòng nguyên tuần vừa qua đó mà lan truyền cái bản tin này, đây là cảnh tượng của một người cảnh sát bị overdose, phải sửa lại bản tin và phải đính chính, đây không phải, chứ không là sẽ gửi lộn cái thông điệp ra cho người dân là cái overdose bởi fentanyl nó dễ dàng như vậy. Thật sự nó không dễ như thế. Thật nhanh, bản tin Breaking News, cơ quan FDA, cơ quan kiểm tra thực và dược phẩm hiện nay đang gặp áp lực để mà thông qua thuốc chủng, thuốc chích ngừa COVID-19 cho con nít, các em sắp đi học rồi. Breaking news thứ nhì là California sẽ chính thức ra lệnh yêu cầu thầy cô giáo khi đi vào trong trường học dạy lại. Và trong vòng một tuần lễ tới đây thì sẽ có nhiều trường học mở cửa lại. Tất cả các thầy cô giáo vào phải được chích ngừa hết, phải chích ngừa hết, thưa quý vị. Đây là tin tức mới nhất, và qua đó nhiều thầy cô giáo sẽ không có sự lựa chọn, không chích ngừa thì không thể dạy học được. Chúng tôi cảm ơn sự theo dõi của quý khán thính giả. Kính mời quý vị giữ nguyên băng tần này, tiếp tục theo dõi các chương trình thường lệ của đài. Vào trong trang nhà littlesaigontv.com để theo dõi phần livestream và các bản tin cập nhật trong ngày. Nếu quý vị vào Facebook và YouTube, nhớ nhấn nút subscribe và nhấn nút like quý vị nha. Kính chúc quý vị một ngày làm việc thật nhiều sức khỏe. Hẹn gặp lại vào chương trình ngày mai.